cái việc hành thiện tâm từ cái việc hành thiện tâm từ thì nó có hai cái nó có hai hai loại một là rải tâm từ cho một cái đối tượng cụ thể hai là rải tâm từ cho một nhóm đối tượng cái việc rải tâm từ cho một nhóm đối tượng đó là phương pháp thực hành rải tâm từ đại chúng tức là ai cũng thực hành được và nó nó dễ nó 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 dễ thích nghi với tất cả các hoàn cảnh riêng cái rãi tâm từ và cho cá nhân cụ thể đó thì nó khi mà chúng ta mới tập chúng ta có một số đối tượng nên tránh đó là gì thứ nhất là nên mới tập rải tâm từ nên tránh rải cho người thân tại vì người thân của mình đó thì mình khó mà phân biệt được giữa cái tâm từ và cái tâm ái cái thứ hai là tránh trường hợp rải tâm từ cho người khác giới bởi vì rải tâm từ cho người khác giới đó thì lòng tham ái nó dễ chen vào mà mình không biết cái thứ ba là tránh rải tâm từ cho cái người mà mình không có ưa tại vì cái tâm từ của mình chưa có mạnh á rải tâm từ cho người mình không ưa thì họ cái tâm cái từ tâm của mình nó sẽ bị ô nhiễm à, thành thử khi mà sư kêu quý vị là thực hành rải tâm từ thường xuyên tức là sư nói với quý vị là rải tâm từ cho mười phương ừ, rải tâm từ cho mười phương tức là rải tâm từ cho một cái nhóm đối tượng chứ không phải rải tâm từ cho từng đối tượng cụ thể À, khi quý vị thực hành thường xuyên như vậy đó thì chúng ta sẽ nắm được một cái mà sư gọi là cái trạng thái tâm từ mà một số nơi họ sẽ nói là cái tâm từ khái niệm cái khái niệm tâm từ mà sư thì sư dùng cái từ là trạng thái của tâm từ quý vị sẽ hiểu quý vị sẽ nắm được cái gì là cái trạng thái của tâm từ và khi mà chúng ta rải cho mười phương như vậy chúng ta nắm được cái trạng thái của tâm từ thì chúng ta có thể hướng tới một đối tượng cụ thể hoặc là hướng đến trong từng áp dụng nó trong từng cái hành động hoặc lời nói của mình cái mấu chốt cái mấu chốt của việc rải tâm từ ở đây đó là gì quý vị thực hành một cách liên tục cho đến khi nào mà quý vị nắm được nắm được nắm được cái trạng thái của tâm tư quý vị phải nắm được cái đó khi mà chúng chúng ta nắm được cái trạng thái của tâm tư thì khi chúng ta nói chuyện với người nào chúng ta sẽ hướng cái trạng thái đó đến người đó và hướng cái trạng thái đó chúng ta sẽ đem cái trạng thái đó lồng ghép quyện vào trong lời nói và ánh mắt của mình khi quý vị thực hành nhiều quý vị sẽ nắm được ừ. và khi thực hành nhiều thì thứ nhất là khả năng định tâm của mình tốt hơn nó giúp cho khi mà chúng ta nói chuyện chúng ta có thể tập trung vào một đối tượng và tập trung cái, cái trạng thái tâm tư của mình đến đối tượng đó và chúng ta có thể gom tập trung cái trạng thái tâm tư của mình nó quyện vào trong cái ánh mắt và lời nói của mình thực hành nhiều quý vị sẽ làm được uhm. Uhm. nếu như mà quý vị muốn thực hành một cái đối tượng cụ thể thì nó có một cái cách mà sư tạm gọi là cách mưu lợi thế như thế này ờ, quý vị kiếm cái kiếm cái hình á kiếm cái hình của cái vị thầy vị thầy cùng giới tính với mình nha vị thầy cùng giới tính với mình mà cái người mà mình kính trọng mà nó không phải là người thân của mình á cái người mình kính trọng thường nó có thể là một vị thầy quý vị để cái hình vị đó và quý vị nắm lấy cái cái tướng của cái gương mặt của vị đó và quý vị hướng tâm đến cái hình ảnh của vị đó nó ăn sâu trong tâm trí của mình ấy, ăn ở trong tâm trí của mình và quý vị hướng cái tâm tự của mình đến cho người đó và mong mong cho cái vị thầy đó được ăn cái, các cái cách y chang như cái cách mà rải tâm từ cho mười phương và quý vị rải tâm từ cho một người như vậy đó thì không có thay đổi đối tượng không thay đổi đối tượng. Và như sư nói, khi mà sinh hoạt hàng ngày trong gia đình hoặc trong công ty, khi mà đối cảnh, đối diện các cái sinh hoạt thì mình đều có thể đem đem cái trạng thái tâm tư mà mình thực hành được áp dụng vào. Tức là gì? Cái người mà mình nhìn thấy, cái người trước mặt mình, cái người mình nhìn thấy, đem tâm từ đem cái trạng thái tâm tư đó hướng đến họ hướng vào cặp mắt của mình hướng đến họ khi mình mở miệng ra mình nói thì hãy đem cái trạng thái tâm từ đó nó quyện vào trong lời nói quý vị sẽ thấy nó khác ừ. và nếu như mà mình không làm được chưa làm được thì ít nhất là mình tránh tránh cái thái độ uh, là nó xung đột ừ. còn khi một quý vị rải tâm từ đến phi nhân ở xung quanh mà quý vị cảm thấy sợ đó thì có thể khoan khoan từ từ tại vì tâm từ của mình chưa có mạnh ha khi nào nó mạnh thì mình rải cũng không có muộn